Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 5 tháng 6 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.